Truyền thuyết kể lại rằng, chờ khi trời đất còn sơ khai, Thượng Đế hạ lệnh triệu tập tất cả các con vật đến. Trong đó sẽ chọn ra 12 con vật đại diện cho cầm tinh của con người. Mèo và chuột là bạn tốt của nhau, cả hai hẹn trước sẽ cùng đi đăng ký. Mèo vốn thích ngủ nướng vào buổi sáng, thế nên chuột đồng ý đến lúc đó sẽ đánh thức mèo dậy. Ngày hôm đó, chuột dậy sớm, nó vui vẻ lên đường, nhưng lại quên mất không đến gọi mèo. Khi chuột lên cung Linh Tiêu thì đã có rất nhiều con vật tập trung ở đó. Tất cả tập trung đứng bàn bạc xôn xao. Con thì nói cần phải chọn con vật đến hông to nhất. Một số con lại nói con vật nào đến trước thì con vật đó sẽ được đứng tên. Thượng Đế xuất hiện, sau khi cân nhắc, đã quyết định chọn ra 12 con vật: rồng, hổ, trâu, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, hổ, lợn, mèo, rắn và chuột đại diện cho 12 cầm tinh. Nhưng khi sắp xếp thứ tự, Thượng Đế lo lắng nên xếp con nào đứng trước đây. Sau một hồi thương lượng, tất cả quyết định đề cử Bát Châu xếp ở vị trí đầu tiên. Các bạn nhớ đăng ký, like, share và subscribe cho kênh mình nha, để nhận được nhiều thông báo mới nhất. Nghe vậy, chuột liền phản đối. Tôi không đồng ý, chính ra phải chọn con vật to nhất xếp ở vị trí thứ nhất chứ. Nghe chuột nói, các con vật đều phá lên cười. Nếu chọn con vật nhỏ nhất để xếp ở vị trí thứ nhất thì ngươi cũng gần được đó. Hừ, vậy chúng ta xuống trần gian thử so tài với chuột. Chuột tỏ ra không chịu thua, nói rồi nó kéo Châu xuống trần gian. Chuột nhảy lên lưng Châu đi ra phố. Mọi người nhìn thấy Châu thì không ai nói gì, nhưng vừa nhìn thấy chuột trên lưng Châu liền kêu lên: một con chuột to thật. Chuột dương dương tự đắc nói với Châu: thế nào, vẫn là tôi to hơn nhé. Thế là Châu đành phải nhường vị trí thứ nhất cho chuột, còn mình thì xếp ở vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất và thứ hai đã được sắp xếp xong. Các con vật lại tiếp tục đề cử hổ và rồng xếp ở vị trí thứ ba và thứ tư. Nghe xong, đến lúc này mèo liền phản đối. Nếu xét về tướng mạo thì tôi và chuột cũng gần giống nhau. Ít ra cũng phải xếp tôi ở vị trí thứ tư chứ. Nghe xong, rồng liền tức giận. Ngươi dám tranh giành với ta à? Có gì dám chứ? Mèo điềm nhiên hỏi. Nói lúc này chó đứng ra liền nói: đừng cho, để họ thi chạy nhé, tôi sẽ làm trọng tài. Thượng Đế liền đồng ý. Chó nghe vậy trong lòng rất vui, nó lén trồng nhiều bụi gai trên đường đi. Cuộc thi bắt đầu. Rồng cưỡi mây đạp gió lao lên phía trước. Nhưng khi qua bụi gai đó, sừng của rồng bị bụi gai quấn lấy. Nó chỉ cần
trơ mắt nhìn mèo chạy vượt lên phía trước. Thế là thượng đế xếp ở chết mèo ở vị trí thứ tư, còn rồng thì xếp sau ở vị trí thứ năm. Tuy nhiên thượng đế lại nhìn thấy việc làm gian xảo của chó, trong lòng rất tức giận, người liền xếp chó ở vị trí thứ hai từ dưới lên. Khi đó rắn có bốn chân, đi lại chậm chạp. Ngựa đã dùng lớp da mỏng làm thành một chiếc áo cho rắn, bên dưới còn xoa thêm một lớp mỡ. Rắn mặc chiếc áo trông rất gọn gàng lại đẹp mắt, thượng đế nhìn thấy rất thích, liền xếp sẵn rắn ở vị trí thứ sáu, còn người bạn tốt của rắn là ngựa xếp ở vị trí thứ bảy. Lúc này chỉ còn lại gà, lợn và khỉ. Gà, lợn, dê hiền lành ngoan ngoãn xếp, con khỉ là mệnh danh là vua xiếc, và gà chăm chỉ được xếp ở ngay sau dê ở vị trí thứ 9 và thứ 10. Thế hậu anh tôi đọc hoài đằng lại đi trong ngốc nghếch nhưng được cái thật thà và chịu khó. Thế nên thượng đế sẽ để xếp nó sau chó ở vị trí thứ 12. Mèo sau khi ngủ dậy biết chuột đã không gọi mình, nó tức điên lên. Kể từ đó mèo và chuột trở thành kẻ thù của nhau. Hỏi và đáp. Thượng đế hạ lệnh chuột tập trung cho các con vật làm gì? Con vật nào được đề cử ở vị trí thứ nhất? 3. Con chó làm cách nào để mèo thắng được thực trong cuộc thi? Tại sao mèo và chuột lại trở thành kẻ thù của nhau? Các bạn nhớ bình luận bên dưới nha.